Nào bài thứ hai nhá. Cả lớp chú ý lên trên bảng bài thứ hai. Bây giờ thầy muốn chèn văn bản và hình ảnh cùng ra ngoài cái trang của chúng ta. Đấy, thì bây giờ thầy làm thế nào? Giả sử bây giờ thầy chúng ta lấy một văn bản ở trong mạng nhé, cho nhanh. Rồi bây giờ thầy vào dân trí chẳng hạn. Để thầy copy văn bản ra cho nhanh. Rồi bây giờ cái bài bão nhé. Rồi bây giờ thầy copy cái đoạn này bởi vì sao lại chỉnh chậm này nhỉ? Rồi bây giờ thầy copy ra nhé. Nghĩa là ta thay vì ta gõ thì nó lâu, ta typing nó lâu. Đây, văn bản đây là văn bản gốc, chưa format đúng không? Đấy, nó dày dày điều này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào làm format đầu tiên nhé, cho nó đẹp một tí. Nào bây giờ chúng ta nhấp New Style này, vẫn học cái bài hôm trước này. Rồi bây giờ chúng ta vào chọn font chữ cho thầy Thăm Nhân Zoma này, cỡ 13 này. Đấy, nhớ lại như hôm trước nhá. Rồi tiếp tục ta vào format, ta chọn paragraph. Chúng ta chọn paragraph, chúng ta chọn này là 1.4 cho nó thưa ra. Đấy. Rồi, ok. Thầy nhấp ok này. Bây giờ thầy chưa đặt tên nhỉ? Rồi đặt tên rồi này. Đây style 1 đúng không? Đó, bây giờ thầy sửa nhá. Thế sửa lại cho nó cắt đều, thì đánh tên là mà bài báo chẳng hạn. Đấy, thế chọn nó cắt đều để cho nó trông nó đẹp hơn. Đấy, bây giờ văn bản chúng ta đã đẹp rồi đúng không? Nó phải thưa này nhìn nó mới đỡ bị rối mắt, nó dày quá chúng ta nhìn không được. Rồi bây giờ chúng ta muốn chèn bức tranh ra, chúng ta chọn picture. Đấy, chọn picture. Rồi chúng ta có thể chọn những bức tranh nào chúng ta thích. Đây, tranh vào đây. Chúng ta cho tranh nhỏ lại, đó, kéo nhỏ lại nhá. Tăng lên nhỏ lại này. Rồi bây giờ thầy dạy các em. Trong này nó có nhiều cái kiểu dạng chèn như sau. Chèn chữ chạy xung quanh này. Chèn chữ chạy bao xung quanh này, rồi cách trên cách dưới này. Thì chúng ta vào đây, chúng ta chọn cái nút là có tên là What Text. Đấy, thì chúng ta chọn này, square là hình vuông, vì kiểu này nó giống như chúng ta làm báo. Đấy, Tie là vừa, True là xuyên qua, Top and Bottom tức là chữ nó nhảy lên trên và nó đi xuống dưới thì chỗ này trống, trống thì nó xấu đúng không? Đấy, chúng ta chọn thì ví dụ như là square là hình vuông. Đây, các em nhìn thấy không? Khi chúng ta di chuyển hình ảnh, đấy, để xếp hình ảnh vào vị trí mà chúng ta cần. Đấy, chẳng hạn như chỗ này, giống như chúng ta làm báo đúng không? Rồi nha, bây giờ chúng ta lại về home này. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây, các em chú ý nhá, ở nút bên cạnh cũng là cái nút có tên là What Text. Đấy, chúng ta chọn các chức năng chúng ta sẽ thấy. Rồi bây giờ thầy nói tiếp. Chúng ta nhìn ở trên đây, trên này đây, chúng ta di chuyển, thầy di chuyển nhé. Đấy, các em nhìn thấy không? Ảnh của chúng ta được đặt vào các vị trí. Đó. Đây là Smart Text, CMOR. CMOR là chúng ta nhìn thêm. Đó. Thì bao gồm có inline này, square này, tie này, true này, top and bottom. Đây, cái này thì nó ẩn ở trong. Ở đằng trước chữ, nếu mà chúng ta nhấp cái này thì chữ nó sẽ bị lộ vào bên trong thì chúng ta không đọc được. Rồi bây giờ các em chú ý cho thầy. Đấy nha, bây giờ chúng ta nhấp vào biểu tượng bên cạnh. Rồi chọn cho thầy CMOR là xem tiếp.
Rồi bây giờ chúng ta nhấp vào đây, nhấp vào text wrapping. Thì thầy nói luôn này, cái phần swap deck của chúng ta gồm có both side, tức là cả hai bên mặt của nó, hai bên. Left only là nó chỉ bên trái, bên phải. Và chúng ta nhìn thấy này, cái khoảng cách là distance from text, là cái khoảng cách giữa ảnh và chữ. Chúng ta muốn cho bên phải nó tăng lên thì chúng ta nhấp vào đây. Đấy, thì chữ nó sẽ dịch ra. Đấy, các em nhìn không? Dịch ra chưa? Khoảng cách nó đang ngắn. Bây giờ nó dịch ra, bây giờ thầy lại làm lại này. Cả lớp nhìn này. Bây giờ thầy lại tiếp tục cho cái này tăng thêm một ít nữa để cả lớp nhìn rõ hơn. Đấy, nha. Bây giờ khoảng cách từ cái ảnh cho đến phần chữ. Đấy, nó cách ra xa. Cả lớp hiểu chưa? Nhớ cho thầy cái này không thể quên được, thực hành luôn. Đấy, các em cho cái ảnh gì vào cũng được. Rồi bottom để ra xa một chút. Đấy, thầy cho ra xa này. Các em nhìn nhá. Đấy, khoảng cách tự nhiên nó cách cái ảnh này ra. Đôi khi chúng ta phải căn chỉnh để nhìn cho nó hợp lý. Cũng không gần quá và cũng không xa, xa quá, đúng không? Giống như chúng ta đi mua báo, chúng ta mang người đọc. Các lớp hiểu chưa? Rồi, vào đây nhá. Rồi chọn cho thầy Simo. Rồi chúng ta chọn tiếp text swapping. Đấy, text swapping thì chúng ta đẩy top là trên, left là bên cạnh bên trái, right là bên phải. Đấy, bottom vân vân, các em tự chọn. Rồi size ở đây, size đây là cỡ chữ. À, cỡ của ảnh thì chúng ta chỉ cần co bằng tay được cho nhanh. Đó. Đấy, cả lớp thấy chưa? Khi đặt đẩy sang bên này thì chữ lập tức nó dồn xuống dưới. Nhưng ở đây thầy để khoảng cách nó chưa hợp lý, bởi vì thầy để to cho các em nhìn thôi. Bây giờ thầy giảm nó đi. 0.5 thôi. Hoặc là chúng ta nhập vào 0.5 thì nó vừa, đúng không? Đó, chú ý cho thầy nhá. Đấy là chèn ảnh. Chèn ảnh vào thì chúng ta đặt vào trong văn bản cho nó hợp lý. Rồi phần tiếp theo cả lớp ghi cho thầy. Để làm ảnh có viền thì chúng ta làm như sau. Đưa chuột vào trên bức ảnh, chúng ta chọn Format Picture ở phần cuối, nhấp chuột phải. Chúng ta chọn chuột phải nhá. Đấy. Và chúng ta sẽ chọn các thuộc tính cho nó. Nào bây giờ các em nhìn nhá. Nút đầu tiên là tô bên trong bên ngoài. Chúng ta chọn like ảnh làm sao tô được, đúng không? Chúng ta chọn like thôi. Đây, bây giờ các bạn nhìn nhá, nó có viền này, thầy tăng viền lên này. Viền ở đây là width, là chiều rộng của viền đấy, là like này. Bây giờ chúng ta nhìn nhá. Đây, chúng ta nhìn thấy bức ảnh đang tăng viền lên chưa? Các lớp nhìn thấy chưa? Thì giảm đi. Đấy. Thế còn kiểu nét đất này. Đấy. Ngon chưa? Nét nó đậm, nét dày, vân vân. Kiểu này là kiểu flat, là kiểu người ta gọi là bằng phẳng. Flat nghĩa là tiếng Anh là bằng phẳng. Các lớp hiểu không? Ghi vào cho thầy là bằng phẳng. Đấy, chúng ta có thể kiểu đấy, kiểu vuông, round, kiểu round là bo tròn cái góc, viền ở góc. Đấy. Rồi chúng ta chọn kiểu square là hình vuông, nó sẽ vuông góc ở góc. Đấy là những cái mà thuộc tính của cái đường viền. Còn đây là color, là màu của viền, thì chúng ta có thể chọn màu đỏ. Đấy, màu đỏ nó thay đổi nhá, màu xanh, màu đen, tùy theo. Các lớp nhớ chưa? Nhớ chọn cái hình mà có cái thùng sơn nó đổ nhá. Thì chúng ta chọn cho thầy like. Đó, chọn like và chọn solid.
Like. Đấy là cái mà chúng ta quen. Nào bây giờ gradient line, tức là màu lan tỏa từ màu nọ sang màu kia, người ta gọi là gradient line. Đây. Gradient line thì các bạn có thể di chuyển màu. Trên máy các em nó rõ, trên màn hình thì nó bị bóng hình nó bị kém rồi, cho nên nó không thể hiện màu sắc cho chúng ta nhìn rõ. Đấy, đấy là màu lan tỏa từ màu nọ sang màu kia. Các em chú ý cho thầy. Solid line thì là viền đậm nhá. Solid line. Chúng ta chọn màu đậm. Đấy. Ta không chọn text line nữa. Đấy, đại phần. Thế là thầy đã dạy xong cái phần viền của anh. Bây giờ thầy dạy thêm tiếp cả lớp. Nhấp so sang cái tab bên cạnh là effect, là hiệu ứng. Effect trong tiếng Anh có nghĩa là hiệu ứng cho nó. Chúng ta muốn nó có bóng đổ, tức là cái bóng giống như là mặt trời chiếu vào hàng cây, cây in bóng dưới mặt đường, hay là người đi trên đường thì lại có cái bóng ở dưới đất, đúng không? Chọn đây nhá. Chọn đây thì bây giờ ta mới điều chỉnh này. Các bạn tăng dần đường cái lên. Thầy chọn level đầu tiên. Rồi thầy chọn tiếp theo là thầy chọn size bóng. À đây là kiểu bóng. Đấy, chọn các kiểu bóng. Thì đây các em nhìn bức tranh có bóng ở phía dưới chưa? Rồi bây giờ các em chọn cho thầy nhá. Size là bóng, cỡ của bóng. Đấy, tăng lên. Blur là độ mờ của bóng. Rồi là độ góc. Distance là khoảng cách giữa bóng và bức tranh. Đấy, ghi từng chữ. Nào thầy đọc này. Reset là bóng đặt trước, tức là được chương trình nó đặt trước, gọi là preset. Chúng ta đọc tiếng Anh phải chuẩn nhá, preset, chứ không được đọc là preset, nhớ chưa? Preset là những cái bóng được đặt trước. Đấy là chúng ta chọn bóng có sẵn. Color là màu sắc. Ghi vào cho thầy. Đấy, thầy dạy cả hai môn luôn, cả ngoại ngữ lần đấy thôi. Nào, tiếp tục. Transparency có nghĩa là độ trong suốt của mực. Độ trong suốt độ trong suốt có nghĩa là tăng mực lên hoặc giảm mực đi. Size là cỡ. Size, cái này các em đi mua quần áo em biết rồi. Các cỡ to nhỏ, đúng không? Rồi, blur là độ mờ. Blur là mờ, mờ như kiểu là bụi. Blur là mờ. Angle có nghĩa là góc. Góc bao nhiêu độ. Distance là khoảng cách. Ví dụ như là chúng ta hỏi là khoảng cách từ nhà bạn đến trường bao nhiêu, thì chúng ta nói là gì? How distant from home to school. Đúng không? Đấy, là chúng ta hỏi người Tây là khoảng cách từ nhà bạn đến trường bao nhiêu. Distance. Ok chưa? Được rồi, gì nữa? Thầy nói hết về phần này để cả lớp nhớ làm bóng kiếp cho. Khi mà thi các cô ấy bảo là làm ảnh có bóng phải nhớ vào là phải chọn format picture, đúng không? Nhấp chuột phải chọn format picture. Thế thì trong tiếng Anh nó cũng giống như là trong tiếng Việt. Lúc thì người ta gọi là picture, lúc thì người ta gọi là image, lúc người ta lại gọi là gì nhỉ? Có mấy loại gọi ảnh. Picture là một này. À, photo nữa. Đấy. Cũng giống như là ông Việt Nam gọi cái gì thành mấy thứ nhỉ? Người thì gọi là điện thoại. Người thì gọi là cell phone. Người thì gọi là gì? Smartphone. Ôi dồi, nắm kiểu lắm.
Là bây giờ cái từ là reflection có nghĩa là độ phản xạ, nghĩa là chúng ta ghi vào là độ phản xạ của bóng. Ở cái này chúng ta không cần chọn nhiều nữa, nó loạn lên. Reflection, phản xạ. Glow có nghĩa là nổi bật. Còn dưới này 3D cái bóng nó không quay được đâu nhá. Rồi các em ghi cho thầy từ rotation. Rotation là phép quay. Rotation là phép quay. Đó, ghi nghĩa vào. Thế là môn học này được học cả hai môn đúng không? Vừa được học kinh học để vừa hoàn thiện công nghệ thông tin luôn. Để các em học là bây giờ chúng ta cho ảnh làm hai cột, chữ thành hai cột nhá cả lớp nhìn này. Thầy nhắc lại thôi vì phần trước thì đã làm rồi. Nào bây giờ để muốn trang thành hai cột chúng ta lại vào page layout, chúng ta chọn column đúng không? Đấy, chọn hai cột thì chúng ta nhìn thấy giống báo chưa? Đây em nhìn thấy không? Tại vì nó nặng nhá, khi mà nó làm thêm một cái bóng nữa thì lập tức nó nặng đúng không? Đấy, thầy phải xóa bớt đi thôi. Đấy, nó nặng, máy của thầy không tải nổi. Đấy là thầy làm bóng quá. Đấy, các em có thể làm hai cột thoải mái nhá. Rồi bây giờ thầy lại copy tiếp để cho nó lên thành hai cột. Đấy. Rồi bây giờ thầy lại trở về home. Các em phải linh động luôn chuyển các tab này để chọn cho nó thích hợp. Chứ ví dụ đang ở insert và chọn font chữ thì không làm được, mà chúng ta phải quay về home. Cả lớp chú ý nhá, người ta cho những cái tab ở trên đấy là chúng ta phải biết linh động rồi chuyển về. Home có nghĩa là về cơ bản, bao gồm font chữ, màu chữ vân vân. Và các em đang ở insert là ở chế độ chèn thì các em phải trở về. Đây, bây giờ ví dụ bây giờ chúng thầy trở về home nhá.
Thì thầy mở style ra. Đấy. Ở đây của thầy là gì nhỉ? Bài báo. Thì bây giờ ở đây thầy phải làm hết cho về bài báo hết. Đấy, nhấp vào nhá. Rồi, các bạn nhìn này. Chữ ở trên của thầy là đang ở chữ của bài báo ở trên mạng. Nó rất là ngắn. Tức là khoảng cách giữa dòng nó ngắn mà nó không căn đều. Đấy, thì thầy lại chọn. Thầy chọn bài báo. Đấy. Đúng không? Tất cả nó đều nhau. Ta làm format cho nó. Và học thầy cũng làm hết là thời điểm. Đó. Cứ chọn bài báo mà. Yep. Thôi mà bài này đi lên thầy lại lưu lại hồ nó nặng, nó không chạy được.